mới đây tại nhà văn hóa quân khu 5, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi toàn quân năm nay khu vực phía Nam. Sau 3 ngày đua tài sôi nổi của 12 đơn vị tham gia, ban tổ chức đã tặng cờ cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc, bằng khen cho 3 tập thể đạt thành tích tốt, trao bằng khen của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho 3 thí sinh đạt giải nhất nhì ba. Trong đó, trường sĩ quan lục quân 2 được ban tổ chức trao cờ xuất sắc, xếp thứ 6 trong số 9 đội được nhận cờ của Tổng cục Chính trị và được tặng bằng khen của chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.